Mở đầu video, mình xin gửi lời cảm ơn hơn 4.000 anh em đã subscribe theo dõi kênh YouTube Untrick Share đúng vào dịp Halloween này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng mình trong suốt thời gian qua. Đây là động lực để chúng mình tiếp tục cải thiện để phát hành những video chất lượng hơn. Còn bây giờ, bắt đầu video thôi nào! Nhắc đến những loài khủng long to lớn từng tồn tại trên trái đất, hành tinh thân yêu của chúng ta thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ ngay đến khủng long bạo chúa T-Rex. Cũng dễ hiểu thôi vì chúng là loài khủng long quá nổi tiếng trong văn hóa đại chúng. Nhưng có thể các bạn chưa biết T-Rex vẫn còn có các loài cùng họ khác cũng khát máu không kém. Hôm nay, trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một series dành riêng cho những gã khổng lồ tay ngắn thuộc họ Tyrannosauridae. Series được mang tên Hồ sơ khủng long bạo chúa, với số đầu tiên bằng Taposaurus, bạo chúa miền Viễn Đông, ông vua của châu Á. Điều chúng ta biết. Taposaurus theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thằn lằn khủng khiếp, là một chi khủng long chân thú Theropoda thuộc họ Tyrannosauridae, tức là anh em họ hàng của T-Rex, từng phát triển cực thịnh ở châu Á trong khoảng từ 70 đến 65 triệu năm trước vào giai đoạn hậu kỷ phấn trắng. Hóa thạch được tìm thấy lần đầu tại Mông Cổ và các mẫu hóa thạch rời rạc khác được tìm thấy ở Trung Quốc. Mặc dù nhiều danh pháp loài đã được đặt ra, nhưng các nhà cổ sinh vật học hiện đại chỉ công nhận duy nhất một loài, Taposaurus bata. Có một số chuyên gia cho rằng loài này thực sự là một đại diện của chi Tyrannosaurus ở khu vực châu Á. Họ Tyrannosauridae gồm có các chi như sau: T-Rex, Ambatosaurus, Gorgosaurus, Daspletosaurus và chính Taposaurus. Theo Đại học California Berkeley ở Mỹ, Taposaurus được ghi chú khá chi tiết trong các hồ sơ hóa thạch, được biết đến từ hàng chục mẫu vật, bao gồm cả một số hộp sọ và bộ xương hoàn chỉnh. Các dấu tích này cho phép các nhà nghiên cứu khoa học tập trung vào phát sinh chủng loài, cơ chế hộp sọ và cấu trúc bộ não của nó. Phát hiện và đặt tên. Trong giai đoạn từ năm 1922 đến 1928, nhà thám hiểm Roy Chapman Andrew và các cộng sự đã thực hiện nhiều chuyến thám hiểm sâu vào trong nội địa của Mông Cổ, đã có nhiều phát hiện vô cùng quan trọng. Trong số đó là những phát hiện nổi bật như phát hiện một ổ trứng khủng long đầu tiên, phát hiện hóa thạch khủng long Oviraptor, khủng long Protoceratops và một số hiện vật khác. Từ những thành công trong những chuyến thám hiểm của Roy Chapman Andrew đã làm thay đổi quan niệm của giới cổ sinh đối với những tiềm năng vùng đất giữa Mông Cổ và Liên Xô ngày nay là nước Nga. Tiếp đó, vào những năm 1946, đã diễn ra cuộc thám hiểm chung của Liên Xô và Mông Cổ tại sa mạc Gobi. Chuyến đi này đã phát hiện được một hộp xương sọ lớn và một vài đốt sống của khủng long chân thú trong thành hệ Nemec. Mãi đến năm 1955, Evgeny Malev, một nhà cổ sinh vật học người Nga, đã dùng mẫu vật hóa thạch này làm mẫu gốc có tên PIN5511 cho một loài mới, và ông quyết định đặt tên cho nó là Tyrannosaurus bata hoặc Taposaurus bata. Nhiều nhà nghiên cứu sau đó, bao gồm cả Malev, cũng đồng tình với phân tích của Rodespensky. Mặc dù một số người sử dụng tên Taposaurus efremovi thay vì Taposaurus bata, nhà cổ sinh vật học người Mỹ Kenneth Carpenter đã kiểm tra lại các mẫu vật vào năm 1992. Ông kết luận rằng nó thuộc về chi của khủng long bạo chúa như dự đoán ban đầu được công bố bởi Malev, và gồm tất cả các mẫu vật được phát hiện vào loài Tyrannosaurus bata trừ phần hóa thạch mà Malev đã đặt tên là Gorgosaurus novogilovi. Vào năm 1995, vì được phát hiện ở Mông Cổ, nên Taposaurus từng được đề xuất một cái tên cực kỳ ngầu bởi nhà khảo cổ học Giorgio Onsovsky, đó là Genghis Khan, một cách ghi và phát âm khác từ tên tiếng Anh của một nhân vật nổi tiếng và có cuộc đời lẫy lừng của Mông Cổ là Genghis Khan, thành cát Tư Hãn. Ông cũng gan đấy vì ví vị khả hãn vĩ đại của Mông Cổ giống như một con khủng long tay chút xíu. Nối tiếp bước những cuộc thám hiểm chung của Nga và Mông Cổ vào những năm 1946, thì ở những thập niên sau đó cũng đã có những cuộc hợp tác thám hiểm chung ở vùng nội địa Mông Cổ
như cuộc thám hiểm chung Ba Lan và Mông Cổ vào sa mạc Gobi đã được bắt đầu thực hiện vào năm 1963 và kéo dài cho đến năm 1971, đã khám phá và phục hồi nhiều hóa thạch mới, bao gồm các mẫu vật mới của Tarbosaurus từ thành hệ Nemec. Những cuộc thám hiểm của các nhà khoa học Nhật Bản và Mông Cổ được thực hiện từ năm 93 đến năm 1998, cũng như những cuộc thám hiểm tư nhân được tổ chức bởi nhà cụ sinh vật người Canada Phil Currier quanh những năm đầu thế kỷ 21 đã phát hiện và thu thập thêm một số tài liệu về Tarbosaurus. Cho đến nay, đã có hơn 30 mẫu vật được biết đến, bao gồm hơn 15 hộp sọ và một số bộ xương hậu hộp sọ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, có một điều là những mẫu vật hóa thạch của Tarbosaurus hiện mới chỉ được phát hiện ở xung quanh khu vực sa mạc Gobi thuộc Mông Cổ và Trung Quốc. Cả hai nước đều cấm xuất khẩu, mặc dù vẫn có một số mẫu vật bị đánh cắp bởi các nhà sưu tập tư nhân. Nghiên cứu hóa thạch. Phần lớn các hóa thạch của Tarbosaurus được biết đến đều đã được phục hồi từ hệ tầng Nemec ở sa mạc Gobi, miền Nam Mông Cổ. Dù từng được gọi với biệt danh dễ nhớ hơn là T-Rex phiên bản Mông Cổ, nhưng thật ra chúng có khá nhiều điểm khác xa với loài bạo chúa của Bắc Mỹ. Chẳng hạn, khi so với T-Rex thì chúng có chiều dài ngắn hơn, lồng ngực nhỏ hơn, hộp sọ dài hơn nhưng lại nhỏ và mỏng hơn, hàm thì thon, dài và cũng mỏng hơn. Dù nhỏ hơn T-Rex nhưng chúng vẫn là loài săn mồi nằm ở đỉnh xã hội trong chuỗi thức. Tarbosaurus sống ở nơi hay ngập lụt dọc theo các con sông. Chúng là ác mộng cho loài khủng long mỏ vịt Saurolophus hay loài khủng long cổ dài Nemectosaurus vì lực cắn của chúng vẫn đủ mạnh để nghiền nát xương như của T-Rex. Trái ngược với hai chi trước khá vô dụng, hai chi sau của chúng lại dày và dài giúp nâng đỡ cơ thể. Phần đuôi dài và nặng làm đối trọng với đầu và thân đã đặt trọng tâm lên phần hông giúp chúng có thể có được những cú nước rút tới hơn 40 km/h. Họ hàng gần nhất của chúng là loài khủng long bạo chúa của vùng Chư Thành đến từ Trung Quốc, đó là Chuchang Tyrannus. Tarbosaurus có hình dạng tương đương đa số với các loài Tyrannosauridae khác. Ngoại trừ xương cổ hình chữ S, các phần còn lại của cột sống kể cả đuôi đều nằm ngang. Tarbosaurus có hai chi trước rất nhỏ, kích thước chi trước trên toàn bộ cơ thể vào loại bé nhất trong tất cả các loài trong họ. Mỗi chi trước có hai ngón tay kèm móng vuốt, một số cá thể có thêm ngón thứ ba không có vuốt. Các chi sau của Tarbosaurus rất khỏe với ba ngón mỗi bên, giúp chúng đứng được trên hai chân. Cái đuôi dài và nặng giúp giữ thăng bằng với đầu và thân với trọng tâm nằm ở phần hông. Với chiều dài dài nhất từng được biết đến là vào khoảng 10 đến 12 mét, khối lượng của một con Tarbosaurus trưởng thành được coi là tương đương hoặc nhỏ hơn một chút so với T-Rex. Tarbosaurus có một cái đầu rất lớn cùng một bộ hàm cực khỏe. Hộp sọ của Tarbosaurus dài hơn 1,3 mét, lớn nhất trong họ Tyrannosauridae. Tuy nhiên, hộp sọ của chúng tương đối nhẹ do có nhiều xương rỗng với các túi khí bên trong, giống như ở các xương chi và đốt sống. So với T-Rex, Tarbosaurus có hộp sọ dài và hẹp hơn, nhất là ở phần sau. Điều này cho thấy mắt của Tarbosaurus không hướng về phía trước giống như T-Rex. Khác biệt về đường dẫn truyền thần kinh trong hộp sọ cũng cho thấy chúng không cùng chi. Xương sọ cao giống như khủng long bạo chúa nhưng lại không rộng, đặc biệt là hướng về phía sau. Chúng có khoảng từ 58 đến 64 chiếc răng, nhiều hơn một chút so với T-Rex nhưng lại ít hơn so với Gorgosaurus, một chi khác cùng họ Tyrannosauridae. Hầu hết các răng của nó có hình bầu dục ở mặt cắt ngang, kiểu sắp xếp răng này là đặc trưng của các loài cùng họ. Chiếc răng dài nhất của nó có thể lên đến 85mm, đa số răng của mặt cắt ở hình oval trong khi răng trước hàm có mặt cắt hình chữ D. Tarbosaurus có lực cắn rơi vào khoảng 35.500 đến 44.500 Newton, có thể dễ dàng nghiền nát xương của con mồi. Đặc điểm sinh học. Như ở phần trước mình có nói, Tarbosaurus thường sống ở những khu vực đầm lầy ẩm ướt gần các con sông. Chúng là động vật ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn, với con mồi ưa thích như Saurolophus hoặc Nemectosaurus. Tuy nhiên, không phải cuộc đi săn nào cũng diễn ra thuận lợi, nhất là khi phải chạm trán với một con mồi vô cùng khó chịu là Therizinosaurus. Bạn muốn biết vì sao tôi nói như vậy thì có thể tìm xem lại video khá chi tiết mà nhóm mình đã làm về Therizinosaurus và bộ neo độc đáo của nó trên kênh hoặc ở phần mô tả của video này nhé.
Có một số giả thuyết cho rằng Tarbosaurus có thể là loài ăn xác chết giống như các Tyrannosauridae khác, chứ không riêng gì về việc đi săn con mồi sống. Nhưng cũng có những nghiên cứu hóa thạch của khoảng 10 cá thể Tarbosaurus được tìm thấy thì có một số trường hợp bị gãy mỏi xương bàn tay. Đây là hệ quả của việc lặp đi lặp lại một kiểu chấn thương ở chi trước, nhiều khả năng là do thường xuyên vật lộn với con mồi. Bằng chứng này cho thấy đây là loài có tập tính săn mồi hơn là ăn xác. Mặc dù các tranh cãi xung quanh vấn đề này vẫn chưa chấm dứt, nhưng không thể phủ nhận rằng Tarbosaurus xứng đáng là loài khủng long ăn thịt thống trị khu vực châu Á. Tarbosaurus được biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện trên màn ảnh rộng trong một bộ phim của Hàn Quốc nói về cuộc đời của một chú khủng long tên là Speckle. Hóa thạch bị đánh cắp. Vì là một loài anh em của khủng long bạo chúa T-Rex nên Tarbosaurus cũng có nhiều điểm tương đồng, và tất nhiên rồi, hóa thạch của bạo chúa châu Á cũng vô cùng đáng giá. Cũng chính vì quá giống T-Rex nhưng lại dễ tìm kiếm hơn, đi kèm với khả năng quản lý và bảo vệ chưa tốt của chính phủ Mông Cổ, hóa thạch của Tarbosaurus đã trở thành món hàng béo bở cho những tay buôn lậu hóa thạch khủng long. Hóa thạch loài khủng long Tarbosaurus bata, loài khủng long từng sinh trưởng duy nhất ở Mông Cổ 80 triệu năm về trước, đã được trả về quê hương sau 3 năm bị buôn lậu trái phép vào Hàn Quốc. Hóa thạch loài khủng long này được các tay buôn lậu tuồn vào Hàn Quốc, gồm hai đoạn xương dài tới 1 mét và chiếc răng nhọn như dao, hiện vẫn được bảo tồn nguyên trạng. Đây là một di sản văn hóa quan trọng của Mông Cổ. Sau khi điều tra và thu giữ các mẫu hóa thạch trên, Viện Kiểm sát Hàn Quốc đã quyết định bàn giao vô điều kiện cho chính phủ Mông Cổ. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc bàn giao lại di sản văn hóa bị đánh cắp trái phép tại nước ngoài cho quốc gia bị thiệt hại. Vào năm 2015, một văn phòng luật sư tại Mỹ đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu chính phủ tịch thu lại chiếc sọ hóa thạch của loài khủng long Tarbosaurus, được cho là thuộc quyền sở hữu của Mông Cổ. Đơn kiện không nói rõ tên người đang giữ chiếc sọ là diễn viên Nicolas Cage, nhưng nam diễn viên đã lên tiếng xác nhận công khai rằng đã mua hóa thạch Tarbosaurus trong một cuộc đấu giá ở New York hồi tháng 3 năm 2007 và nhận được một giấy chứng nhận tính xác thực từ công ty đấu giá. Cage không bị kết án vì đã sở hữu chiếc sọ bất hợp pháp. Cho đến cuối năm 2015, Nicolas Cage đã trao trả hộp sọ khủng long bị đánh cắp về lại Mông Cổ. Vừa rồi là những thông tin chi tiết mình đã tổng hợp về Tarbosaurus, một chi khủng long thuộc họ Tyrannosauridae, anh em họ hàng của khủng long bạo chúa T-Rex. Qua đó cũng khép lại số đầu tiên của series Hồ sơ bạo chúa, một series mới được ra mắt của UnchecShare. Nếu các bạn thấy video hữu ích, có thể để lại một like và chia sẻ video đến nhiều người hơn nữa. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn đừng ngần ngại để lại bình luận ở phía bên dưới. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình thông qua những thông tin ở phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của UnchecShare.